Trời. Vậy là chỉ chờ một bữa nữa nè. Trời. Cái lượng bên đây. Cái lượng bên đây. Cô, em kể em ha. Còn này là cái ông mà hay ở nhà cái bên của Nobita hay ăn mì gói á. Cái này của anh Giang nha. Seiko nè. Mình là Deki. Deki là con người Nobita nè. Nobita chưa có. Nó mang cái kính vô nó giống. Ông này thật sự là giống như cái ông ăn mì gói ở bên nhà của Nobita. Không ăn. Chúng ta sẽ chuẩn bị chờ hai bạn nữ, một bạn đóng vai Suka và một bạn đóng vai mẹ của Nobita. Thì mình xem phải ai sẽ là đóng trong hai vai này nhé. Mời các bạn qua bên hộp bên kia. Đây là chị Điện. Mời. Trời ơi trời, làm có eo một miếng đi ha, đừng có bị sẹo học sinh cao biệt. Chưa anh làm, em làm cho. Không phải có cái lược á. Xong rồi. Đấy. Anh ủ chơi cái sừng thôi chứ không phải là ủ xác. Trời ơi, thì anh mới làm gì nè. Anh phải thấy là an toàn nè. Anh nghĩ không an toàn đâu. Anh nghĩ không an toàn đâu. Lấy đồ vuốt được nó coi xem. Là đo nét đồ nè. Đó, thấy không? Đo cái mặt không gian đồ nè. Mình kẻ cho lông mày anh trước nha. Đó, thấy không? Thở gì vậy? Đó. Mắt xong nè. Góc nghiêng của anh em nó dễ. Cái mức chân dung của anh dạ. Đồ hơi bị đẹp luôn đó mọi người. Cầm anh hơi thọc vô xíu nè. Chọn đây, hai ngắn. Tóc ảnh này có ngắn đây nè. Đúng không? Đầy lắm Huy. Em phải đi thi cuộc thi vẽ của phường 7 nhà bè đi. Xã Phước Kiển. Cuộc thi lớn mang tầm quốc tế. Mang cái đứa vậy á, cho nó tồn tại. Đi vô. Mày cứ đi. Ra đây. Rồi nghĩ là bản thân mình đi. Các bạn bữa nay bên lớp mình không có các bạn nữ ta. À con kìa. Các bạn, sao không thấy các bạn nữ nhỉ? Đúng rồi đó, xong á mấy bạn nữ đâu rồi ta? Trời ơi, có lẽ luôn. Ai vậy? Ai bắt nhạc 5 giờ học vậy? Ai bắt nhạc 5 giờ học vậy? Kiệt quá. Giữ nhạc đi, ai vậy ta? Bạn này nhảy xấu quá à. Bạn này nhảy xấu quá. Nắng quá. Thấy chưa? Đúng rồi. Đó Nguyễn Hỷ đi à. Không như ngày nào mà em vẫn nghĩ đến tiếng em hay quên. Từ nay em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu sự tâm hồn xin. Nhếp cho anh lại chưa.
Em đến từ câu lạc bộ thể dục thể thao của trường ạ. À. Em hy vọng ở bàn cuối cùng sẽ là rất dễ thương và bình thường nha. Yeah, okay. Câu lạc bộ nhảy nha. Người mệt quá. Ngày hôm nay câu lạc bộ nhảy chúng ta hy vọng là một bạn dễ thương, nhẹ nhàng, nữ tính và trìu mến. Tụi em cũng dễ thương chứ bộ. Cái bạn này mà không được nữa tôi kêu cha tôi lên. Tôi chịu hết nổi rồi. Mình là Min, đến từ câu lạc bộ nhảy ạ. Xin chào mọi người. Rồi, chào. Khi gặp bạn nữ cũ. Đến với mình chỉ toàn sự vui nhộn mà thôi. Toàn sự vui nhộn mà thôi. Sao hết rồi. Thôi vỗ tay cho bạn vui à. À, các bạn ơi, các bạn hãy vô đội của mình đi, mình sẽ cho tiền các bạn. Tiền à, nếu mà tiền tôi theo à, tại vì tôi ham tiền lắm. Tại cho tôi nhiều. Chút xíu, mình tiết lộ cho bạn xấu. Em có đồ ăn à, bạn nào muốn theo em thì về đảo của em à. Ăn mập lắm à. Tôi không về đội của Lan Ngọc, già thương hơn. Sao dạ? Anh ơi, hôm nay tôi chơi độc lập một mình thôi. Chọn đi, chọn thiệt đi, chọn thiệt đi. Chị ơi, không ai chọn hai đứa mình về chung team được không? Ờ đó. Mà em là chỗ này. Ô ba. Ô. Trời. Chị Ngọc có hai người về đội em rồi kìa. Thấy sao? Thấy sao? Chị thấy sao? Ok Ngọc, đỡ đây đi. Phát sơ qua đường Ngọc. Ok Ngọc, đỡ đây đi. Phát sơ qua đường Ngọc. Nói chung là vì tiền thôi. Em mà cái ván không phải đi vô. Nè cái tay nè, nè 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 nè. Rồi, đang tập cho nó làm gì vui vui nè. Thầy vui vui nè, thầy vui vui nè. Wow, ta yêu cầu vui làm wow. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung xé thằng Jack đầu tiên. Chơi không? Không, không ghi được đâu. Xem đầu tiên á Vinh. Xem đầu tiên á Vinh. Vô cái này kiếm anh liền. Wow.
bình thường mọi người thấy cho anh Vinh thôi. Nhìn thấy là em kiếm anh Vinh liền. Kiếm anh Trần thấy anh có bỏ chạy hả? Kiếm anh Trần thấy anh có bỏ chạy hả? Kiếm một cái đi thấy mặt thôi, chào hỏi cái rồi chạy thôi. Có biết cái đơm đớm mà có ai muốn xe bạn tên chat không? Phải xe áo, xe quần gì không? Hả? Chat xong nó phạt lên mà sao nó chơi lên bóng anh kêu anh xe em rách áo rồi. Chưa là anh mà anh nằm bằng xe chat chùm em còn xe rách áo rồi cũng phụ. Nó nặng lắm nha, nó không có nhẹ cho mình. Anh bữa mới mà bữa lật đồ anh xỉu luôn. Bộ đó nó khỏe không? Nó nặng cỡ này chắc chắn chứ không nặng bằng anh. Ở đây anh là nặng nhất, to nhất, cao nhất, gấu nhất. Anh kêu trời. Trời. Chỉ là những trò hôm bữa đó nè. Trời. Cái là bên thế. Có dây khóa á nè má. Kiểu nó hổ báo mà. Cũng hổ báo luôn á. Khóc đòi á. Chỉ là đúng nhớ. Cái gì? Cái ổ khóa bự nè mà có lộn cái thứ như vậy. Thôi bước vô. Không được. Tổn thương chỉ là nhớ thêm một chút. Tích. Như là anh hoa hóa vô vơ. Không. Tích. Thua. 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 Nè, tháng 7 có ra MV gì không? Ủa, anh đem sao vậy? Mưa, trời mưa không dừng. Trời sao chứ? Không mưa, em cũng lấy trời mưa. Tại lý sao bằng được khóa? Alo. Nè anh. Kêu Phục Trang vô nè. Nè, có chỉ không? Hôm nay trời đổ mưa xa, ngày mai trời sẽ nắng va vào đầu. Đó là văn viết hay là giờ đổi qua văn nói thôi. Bây giờ mình đổi qua văn nói. Của chứ giờ hôm văn... nay là bữa ni. Bữa ni vậy. Bữa ni. Bữa ni trời đổ mưa xa thì mình thêm chữ o phía trước chữ a nữa. Nhưng mà nhẹ thôi. Hôm bữa ni trời đổ mưa xa. Bữa ni trời đổ mưa xa. Bữa ni trời không có tròn miệng. Cái chữ xa không tròn miệng. Qua xa. Xa. Trời đổ mưa xa. Xa. Ngày mưa. Ngày mưa. Ngày mưa. Trời nén. Trời nén. Trời nén. Tức là bằng á là thành bằng e. Á thành e. A thành hoa. Hoa thành a. Ngày mưa trời nén. Ngày nén. Ve vào đầu à. Qua. Qua. A là thành o. Qua. Qua vào đầu. Qua. Vơ vào đầu. A thành o. Bữa ni trời đổ mưa xa. Bữa ni trời đổ mưa xa. Ngày mưa trời nắng. Ngày mưa trời nắng. Trời nắng sẽ ve ve sẽ qua bồ đào. Chuyện đó ve đều đều. Nói nhẹ ra thay được tiếng bị giả liền. Tiếng một miền là cứ nói nhẹ nhàng. Bữa ni trời đổ mưa xa. Ngày mưa trời mình tập trung ngày mưa trời nắng trời đỡ mưa qua bồ đào đó ra đó.